chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng ngày 21 tháng 11, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố số 8 tiếp xúc cử tri 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thông báo dự kiến về thời gian, nội dung của kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, dự thảo báo cáo tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh thành phố năm 2022, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội thành phố năm 2023. Trả lời giải quyết kiến nghị cử tri huyện Thủy Nguyên tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân khóa 16, báo cáo một số nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân khóa 16. Thông qua quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023, quyết định mức học phí năm 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2023-2025, quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế các nhóm đối tượng xã hội giai đoạn 2022-2025. Tham gia ý kiến vào kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, đã có 7 lượt ý kiến của cử tri tập trung vào một số nhóm nội dung, đề nghị thành phố bố trí vốn đầu tư công để triển khai thực hiện một số công trình, dự án lớn trên địa bàn, đồng thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông tại một số tuyến trọng điểm, quan tâm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, sau dồn điền đổi thửa, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, quan tâm công tác chỉnh trang đường điện, đường cáp quang, công tác bảo vệ môi trường, nhất là vấn đề thu gom rác thải, xử lý nước thải, chất thải rắn, nghiên cứu xem xét điều chỉnh tăng phụ cấp đối với cán bộ thôn sau khi sắp nhập và cán bộ kiêm nhiệm, quan tâm hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đã trực tiếp giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý. Các vấn đề còn lại sẽ tổng hợp kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét và trả lời cử tri. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri huyện Thủy Nguyên đối với sự phát triển của huyện nói riêng và thành phố nói chung, đồng thời giải đáp cụ thể những nội dung cử tri huyện quan tâm kiến nghị tại cuộc tiếp xúc. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri huyện Thủy Nguyên để tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16.